với kênh Anh Thư của mình. Và hôm nay mình sẽ quay video nha các bạn. Hôm nay trời mưa rất là lớn. Đó, các bạn có thể nghe thấy âm thanh của nó rồi chứ. Mình sẽ mở cửa ra cho các bạn coi thử. Ui dồi ôi, mưa to quá các bạn ơi, ướt sân mình luôn này. Kia là xe đạp của mình. Đó, mưa rất là to. Ơi. Và bây giờ mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nha. Đó, các bạn có thấy không? Ở kia có một hồ sữa cua nữa kìa. Kia kìa. Đây nè mày. Đó. Không biết là bão mưa bấy. Mưa rất là lớn. Mình đặt xe đạp được rồi. Mình sẽ ra ngoài quay cho các bạn. Ri đứng ở đây thôi để tao. Lạnh. Đó. Ôi giời ơi lạnh quá. Đó các bạn ơi. Đó. Kìa góc kia mưa lớn á. Mưa lớn quá. Ơi. Không, bây giờ mình sẽ giới thiệu sữa nha các bạn. Nhân tiện trời mưa mình sẽ giới thiệu sữa. Ok. Mình sẽ giới thiệu sữa. Ri lấy sữa ra cho các bạn coi. Đây, anh Thường lấy sữa cho các bạn coi nha. Đây. Sữa vị dâu nha các bạn. Sô-cô-la. Đó, chỉ có hai vị vậy thôi nha. Ri đi làm người rồi. Được rồi. À, mình sẽ giới thiệu cho các bạn lớp học Lego. Và tối nay mình sẽ ra tập 4 nha. Phim bạn bè của tôi. Mình bật điện lên cho nó sáng cái đã. Bây giờ mới có 3 rưỡi chiều mà trời đã rất là tối. Đó. Ờ, đây là lớp học bạn đang học đó. Ờ, đây. Các bạn đang học. Đây. Các bạn này đang các nha. Các bạn đang nói chuyện nhá. Đây là ngôi các nhà bạn, các bạn mới. Gái là mẹ đang hôn nhau bạn trai. Ừ, còn đây là ngôi nhà mới trong Lego. Lego bạn bè của tôi. Mình quay phim bằng điện thoại nha các bạn. Đây. Đây là điện thoại của mình. Bạn Mary. Và đây cũng là nhà mới của mình đó nha. Đây là những bức tranh của mình. Mình quay ở nhà bác Hồ. Đây là bạn Mary nha các bạn. Đây là bạn Mong Mong. Bạn bông này. Bạn bông này. Ừ. Bạn bông bạn. Bạn quay mặt bông bông. Đây. Đây là mặt của bông bông mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Cái dạ quang ở phòng bạn Mary nha các bạn. Sẽ bật điện lên. Đó đây nè. Wow, giường bạn Mary rất là sạch nha. Và đây. Đây là chữ Mary nha. Bạn thấy không? Hơi mờ nhỉ, không sao đâu. Đây là chữ bón nha. Chữ bón bón. Ri đây. Mây trời mưa cho nên mình chỉ giới thiệu sơ sơ vậy thôi nha. Nay trời mưa to lắm luôn. Đây những bức tranh mình đã vẽ nè. Các bạn thích bức tranh nào? Mary thích bức tranh nào nhá? À cho đấy hả? Cho này hả? Đây mình sẽ cho các bạn coi bức tranh này của mình nha. Đó, sẽ ra quay trời mưa tiếp. Sắp hết rồi mà kia. Sắp hết rồi, nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ quay. Đó. Mưa bây giờ thì không lớn như ban nãy, nhưng mà cũng khá là to. Rác mưa bay đẹp. Bạn Ben Ben đã sang nhà bút sen để chơi rồi. Bạn Ben đang sang nhà bút sen nha. Anh chơi bạn. Và video của mình thời lượng đến đây cũng khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng video này ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay. Hả? Ờ. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like, share và chia sẻ video này của mình nhé. Và hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình. Hiện tại kênh mình đã là 26 người đăng ký. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Bye bye. Bye bye các bạn nha. Bye bye.